Chào mừng các em đến với tiết học môn tin học lớp 9 của trường Trung học cơ sở Lê Thị Hồng Gấm. Trước tiên, cô muốn ôn lại bài cũ sau một thời gian các em nghỉ dịch ở nhà. Câu 1, em hãy nêu các bước tạo nền cho một trang chiếu. Các bước để tạo nền cho một trang chiếu gồm có 5 bước. Bước đầu tiên, chọn trang chiếu cần tạo nền. Bước 2, mở giấy lệnh design và nháy nút ở phía dưới bên phải nhóm lệnh background để hiển thị hộp thoại format background. Bước 3, nháy chuột chọn solid fill để chọn màu đơn sắc. Bước 4, nháy chuột vào mũi tên bên mục color và chọn màu sắc thích hợp. Bước 5, nháy chuột vào nút Apply to On trên hộp thoại để áp dụng màu nền cho mọi trang chiếu. Câu 2, nút lệnh nào sau đây dùng để chọn màu chữ cho văn bản trên trang chiếu? Có 4 đáp án A, B, C, D. Và đáp án đúng của chúng ta là đen. Trước khi đi vào bài mới, các em hãy quan sát cho cô hai trang chiếu sau. Hình thứ nhất và hình thứ hai. Các em hãy so sánh và cho nhận xét trang chiếu ở hình 1 và hình 2 như thế nào. Có sự giống nhau, đó là cả hai trang chiếu đều có nội dung như nhau. Khác nhau, trang chiếu ở hình 2 có thêm hình ảnh để minh họa. Như vậy, thì hình thứ 2 nó cho vừa nội dung mà vừa hình ảnh, thì nó sẽ tạo cho trang chiếu của các em thêm sinh động, minh dễ nhìn, dễ hiểu. Bây giờ các em sẽ đi vào bài mới, tiết 39-40, bài 10, thêm hình ảnh vào trang chiếu. Trong bài 10 này có 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất, hình ảnh và các đối tượng khác trên trang chiếu. Nội dung thứ hai, thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh. Nội dung thứ ba, sao chép và di chuyển trang chiếu. Nhưng trong bài này các em chỉ học hai nội dung thôi, 1 và 2, phần 3 các em tự thực hiện. Các em qua một nhỏ, hình ảnh và các đối tượng khác trên trang chiếu. Các em quan sát hai hình dưới và cho biết ý nghĩa của chúng. Hình thứ nhất, hình thứ hai. Hình ảnh là dạng thông tin gì? Hình ảnh là dạng thông tin trực quan và dễ gây ấn tượng nhất. Dàn hình ảnh vào trang chiếu có mục đích gì? Mục đích của dàn hình ảnh đó là dùng để minh họa cho nội dung văn bản, làm cho bài trình chiếu hấp dẫn và sinh động. Ngoài hình ảnh, ta có thể dàn các đối tượng khác vào trang chiếu. Bây giờ các em sẽ suy nghĩ trong một phút và trả lời cho cô.
ta có thể chèn bảng, biểu đồ, đoạn phim hay là âm thanh. Các em ghi, có thể chèn các đối tượng sau vào trang chiếu. Phần này các em ghi vào vở cho cô. Trong chương trình chèn hình ảnh các em học ở lớp 6 thì các em tự nhắc lại các bước để chèn hình ảnh vào chương trình soạn thảo văn bản trong Word. Các em hãy tự nhớ ra và các em hình dung lại cách chèn hình ảnh vào chương trình soạn thảo văn bản Word. Tương tự, các em hãy suy nghĩ, sau đó trình bày các bước để thêm hình ảnh vào trang chiếu trong PowerPoint nhé. Các bước chèn hình ảnh. Bước 1, chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào. Bước 2, chọn lệnh Insert Picture. Bước 3, chọn thư mục lưu tệp hình ảnh. Bước 4, hãy chọn tệp hình ảnh cần thiết và nháy Insert. Đây là các bước để chèn hình ảnh, 4 bước, bước 1, bước 2, bước 3, bước 4. Các em ghi 4 bước này vào trong vở cho cô. Các em lưu ý cho cô một điều. Ngoài cách trên, có thể chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng nút lệnh copy là Ctrl-C và paste là Ctrl-V. Cái thứ hai nữa là phần mềm trình chiếu PowerPoint còn có một bộ sưu tập ảnh được tạo sẵn được gọi là Clip Art. Phần này các em cũng ghi vào vở cho cô. Các em hãy quan sát trang chiếu và cho nhận xét hình ảnh và chữ của trang chiếu này nó như thế nào. Cái hình tháp rùa đã che những nội dung bên dưới. Vậy thì làm sao để cho cái hình ảnh và chữ nó được rõ ràng? Bây giờ các em đi qua vào phần 2. Bây giờ các em qua phần 2, thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh. Trong Microsoft Word, khi chèn hình ảnh vào trang văn bản thì vị trí hình ảnh nằm ở đâu?
Nó nằm tại vị trí của con trỏ soạn thảo. Trong phần mềm trình chiếu PowerPoint, thông thường hình ảnh được chèn vào những vị trí khác nhau và phụ thuộc vào nội dung trên trang chiếu. Vì thế, chúng ta phải thay đổi vị trí, kích thước của chúng. Muốn thực hiện được thao tác đó thì trước tiên ta phải làm gì? Để thực hiện được các thao tác đó, trước tiên ta phải chọn chúng. Hình ảnh được chọn có đường viền bao quanh cùng các nút nhỏ quanh đường viền. Các em hãy quan sát hình ảnh sau. Vị trí 1. Vị trí 2. Hình ảnh miêu tả thao tác gì? Đây là thay đổi vị trí. Các em qua phần A nhỏ thay đổi vị trí. Vậy các em hãy suy nghĩ các bước để thay đổi vị trí hình ảnh trên một trang chiếu. Thời gian là 1 phút. Bước thay đổi vị trí hình ảnh gồm có hai bước. Bước đầu tiên là nháy chuột trái chọn hình ảnh. Bước thứ hai, kéo thả chuột đến vị trí mới. Các em ghi hai bước này vào vở cho cô. Các em hãy quan sát hình ảnh sau. Và các em nhìn vào hình ảnh đó, các em hãy cho cô biết hình ảnh miêu tả thao tác gì. Đây là thao tác thay đổi kích thước. Các em qua phần B nhỏ, thay đổi kích thước. Các em suy nghĩ để trình bày các bước để thay đổi kích thước hình ảnh trên trang chiếu trong thời gian 1 phút. Các bước thay đổi kích thước hình ảnh. Bước 1, nháy chuột trái chọn hình ảnh. Bước 2, đưa con trỏ chuột lên nút tròn nhỏ và kéo thả. Các em ghi bài vào các bước thay đổi kích thước hình ảnh gồm có 2 bước. Các em ghi vào vở. Các em hãy cùng thao tác trên máy tính. Bây giờ các em hãy mở một tab PowerPoint mới và thực hiện các thao tác để có kết quả như hai trang chiếu sau. Hình ảnh các em có thể lấy trên mạng internet sau khi các em làm xong và nộp về mail cho cô.
Trang thứ nhất, trang thứ hai. Cô sẽ tổng kết lại bài học hôm nay. Ta có thể chèn các đối tượng nào trên trang chiếu? Các đối tượng chèn trên trang chiếu đó là hình ảnh, âm thanh, đoạn phim, bảng và biểu đồ. Em hãy nêu các bước thêm hình ảnh vào trang chiếu. Bước 1. Chọn trang chiếu cần chèn. Bước 2. Chọn lại Insert Picture. Bước 3. Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh. Bước 4. Nháy chọn tệp hình ảnh cần thiết và nháy Insert. Hãy nêu các bước thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh. Thay đổi vị trí và kích thước. Thay đổi vị trí. Bước 1. Nháy trục trái chọn hình ảnh. Bước 2. Kéo thả trục đến vị trí mới. Thay đổi kích thước. Bước 1. Nháy trục trái chọn hình ảnh. Bước 2. Đưa con trỏ trục đây nút tròn nhỏ và kéo thả. Các em ở nhà học cho cô. Học bài. Ôn lại những kiến thức đã học hôm nay. Làm bài tập 1, 2 sách giáo khoa trang 104 và tự thực hành cái bài tập vừa rồi cô mới giao cho các em, và các em nộp về mail cho cô.